Hai bộ xương cá voi tại di tích Lân Tân, thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn. Theo các nhà nghiên cứu, đây là hai bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam còn nguyên vẹn và được lưu giữ. Bộ lớn hơn có chiều dài trên 22 mét, có tên là Đồng Đình Đại Vương. Bộ nhỏ hơn có chiều dài 18 mét, được người dân gọi là Đức Ngư Nhị Vị Tôn Thần. Mỗi bộ ngọc cốt gồm 50 đốt xương sống, xương đầu cao 4 mét, xương ngà dài 4,7 mét, có niên đại trên 200 năm. Ông lớn nhất là ông Đồng Đình Đại Vương, còn cái ông nhỏ là có cái tước là Đức Ngư Nhị Vị Tôn Thần. Và cái tục thờ cúng các ông ở trên đảo Lý Sơn là đã có cách đây hơn 200 năm sau khi hai ông lụy vào đảo. Từ năm 2021, sau khi được phục dựng, hai bộ xương cá voi tại Lân Tân là tín ngưỡng nghi lễ thờ cúng cá voi được huyện Lý Sơn vào khai thác, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng nhằm thu hút du khách. Trong năm 2023, riêng điểm du lịch này đã đón khoảng 150.000 lượt khách đến tham quan chiêm ngưỡng hai bộ xương cá voi có 102 tại Việt Nam, đang được lưu giữ gần như nguyên vẹn tại huyện đảo. Nếu mà khẳng định thì đây là một bộ xương lớn nhất của Đông Nam Á, thì với cái ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy thì huyện cũng đã được sự quan tâm và đầu tư xây cái nhà trưng bày để phục dựng lại cái bộ xương cá ông. Đây là một cái nét cái sản phẩm du lịch mới, nhưng mà mặc dù vậy nhưng mà đây cũng là một cái tâm linh đối với một cái địa bàn mà trên địa bàn huyện đảo là mang tính là văn hóa của biển đảo. Hiện chính quyền địa phương đang xác lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục để trình Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận đây là hai bộ xương cá voi tại Lân Tân lớn nhất Việt Nam. Đồng thời, Bảo tàng Cá Ông được hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn cho du khách tham gia tuần lễ du lịch Quảng Ngãi tại đảo Lý Sơn.